Chào các em lớp 9, trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Để chuẩn bị cho việc làm bài kiểm tra giữa kỳ đạt kết quả cao hơn, thì hôm nay cô và các em sẽ ôn tập lại một số kiến thức đã được học. Nội dung trọng tâm bao gồm có hai phần là phần lý thuyết và bài tập. Trong phần lý thuyết, các em ôn cho cô bài thứ nhất, like một cặp tính trạng, bài thứ hai, nhiễm sắc thể, bài thứ ba, cơ chế xác định giới tính và bài thứ tư, ADN. Phần bài tập, các em phải làm được bài tập chương 1, mô tả bộ nhiễm sắc thể, viết mạch ADN, ARN. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bước vào ôn tập một số câu hỏi lý thuyết. Câu thứ nhất, bằng phương pháp phân tích các thế hệ lai, Mendel có nhận xét như thế nào? Các em quan sát hình. Mendel đem lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng, đó là hoa tím và hoa trắng. Điều kiện là hai tính trạng này phải thuần chủng. Ở F1, ông ta thu được 100% hoa tím. Màu hoa tím này giống tính trạng của bố hoặc tính trạng của mẹ. Ở F2, ông ta thu được tỷ lệ 75% hoa tím, 25% hoa trắng. Tỷ lệ này chúng ta có thể rút gọn là 3 hoa tím và 1 hoa trắng. Từ đó, Mendel rút ra được nhận xét. Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ. F2 có sự phân ly tính trạng theo tỷ lệ trung bình 3 trội 1 lặng. Câu thứ 2, phát biểu nội dung quy luật phân ly. Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền, hiện tại người ta gọi là gen, trong cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng B. Câu thứ 3, muốn xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội, chúng ta cần phải làm gì? Các em quan sát hình. Hoa tím là tính trạng trội, có hai kiểu gen là A lớn gọi là đồng hợp hoặc A lớn A nhỏ gọi là dị hợp. Muốn xác định được nó là kiểu gen nào, chúng ta phải đem lai phân tích. Ta cho lai phân tích giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặng. Chúng ta sẽ dùng kết quả để có thể kết luận được tính trạng trội đang có kiểu gen như thế nào. Nếu kết quả phép lai là đồng tính, cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp. Nếu kết quả phép lai là phân tính, thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp. Câu thứ tư, tương quan trội lặng của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất? Tương quan trội lặng là một hiện tượng phổ biến trong giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thì thường có lợi. Vì vậy mà trong chọn giống, chúng ta cần phát hiện tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa về kinh tế. Câu thứ 5, tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể mỗi loài sinh vật được thể hiện như thế nào? Thì ở mỗi loài sinh vật, bộ nhiễm sắc thể sẽ đặc trưng về số lượng và hình dạng. Câu thứ 6, phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và đơn bội. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội có ở trong tế bào sinh dưỡng, bộ nhiễm sắc thể đơn bội có ở trong tế bào giao tử. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bao gồm các cặp nhiễm sắc thể tương đồng, còn trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội chỉ có một nhiễm sắc thể của cặp tương đồng mà thôi. Ký hiệu của lưỡng bội là 2N nhiễm sắc thể, ký hiệu của đơn bội là N nhiễm sắc thể.
Câu thứ 7. Cấu trúc điển hình của nhiễm sắc thể được biểu hiện rõ nhất ở kỳ nào của quá trình phân chia tế bào và hãy mô tả cấu trúc đó. Các em hãy quan sát hình. Đây là hình mô phỏng của nhiễm sắc thể. Và nhiễm sắc thể được quan sát rõ nhất là ở kỳ giữa của quá trình phân chia tế bào. Cấu tạo của nhiễm sắc thể bao gồm có hai chromatid đính với nhau ở tâm động và mỗi chromatid bao gồm có một phân tử ADN và protein loại histone. Câu thứ 8. Nêu vai trò của nhiễm sắc thể đối với sự di truyền các tính trạng. Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta phải nắm được cấu tạo của nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ một phân tử ADN, do đó nhiễm sắc thể sẽ mang bản chất của ADN. Và ADN thì nó có khả năng tự nhân đôi hay còn gọi là tự sao, dẫn đến nhiễm sắc thể nó cũng sẽ tự nhân đôi được. Và chức năng của ADN là gì? Là lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền. Vì vậy, nhiễm sắc thể nó cũng sẽ có được những cái chức năng này. Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen, có bản chất là ADN. Sự tự sao của ADN đưa tới sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể. Nhờ đó, các gen quy định các tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể. Thế nào là nhiễm sắc thể giới tính? Chúng ta cùng quan sát hình. Trong các tế bào lưỡng bội 2N nhiễm sắc thể của loài, bên cạnh các nhiễm sắc thể thường tồn tại thành từng cặp tương đồng, giống nhau ở cả hai giới tính, thì còn có một cặp nhiễm sắc thể tương đồng gọi là XX hoặc không tương đồng gọi là XY. Ví dụ, trong tế bào lưỡng bội ở người có 22 cặp nhiễm sắc thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới tính. XX là ở nữ hoặc XY là ở nam. Trên nhiễm sắc thể giới tính sẽ mang gen quy định các tính trạng liên quan hoặc không liên quan tới giới tính. Hãy phân biệt cho cô sự khác nhau giữa nhiễm sắc thể giới tính và nhiễm sắc thể thường. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có một cặp trong tế bào lưỡng bội. Còn nhiễm sắc thể thường thì nó sẽ tồn tại thành nhiều cặp trong tế bào lưỡng bội, tùy theo loài mà số cặp này nhiều hay ít. Ví dụ, ở người 2N bằng 46 thì chúng ta sẽ có 23 cặp nhiễm sắc thể, trong đó có 22 cặp nhiễm sắc thể thường và duy nhất chỉ có một cặp nhiễm sắc thể giới tính, nếu ở nữ là XX và ở nam là XY. Nhiễm sắc thể giới tính sẽ tạo thành cặp tương đồng XY hoặc không tương đồng XX. Còn nhiễm sắc thể thường luôn luôn là các cặp tương đồng. Nhiễm sắc thể giới tính khác nhau giữa cá thể đực và cái trong cùng một loài. Nhiễm sắc thể thường giống nhau giữa cá thể đực và cái trong cùng một loài. Nhiễm sắc thể giới tính mang gen quy định giới tính của cơ thể. Nhiễm sắc thể thường mang gen quy định các tính trạng thường của cơ thể. Câu 11. Cơ chế xác định con trai và con gái ở người. Chúng ta quan sát hình. Giới tính được xác định nhờ 3 quá trình chủ yếu. Đó là sự tự nhân đôi, phân ly và tổ hợp. Thì tổ hợp này nó sẽ thường gặp trong quá trình thụ tinh. Đây là cơ chế. Giới tính được xác định nhờ sự tự nhân đôi, phân ly và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. Cô lấy ví dụ ở người. Khi giảm phân, mẹ cho một lọ trứng là X, bố cho hai loại tinh trùng là X và Y. Khi thụ tinh, tinh trùng X kết hợp với trứng X tạo ra hợp tử XX phát triển thành con gái. Tinh trùng Y kết hợp với trứng X tạo hợp tử XY phát triển thành con trai. Dựa vào câu hỏi này, chúng ta có thể bác bỏ được một cái quan niệm sai lầm, đó là sinh con trai hay con gái là do phụ nữ.
vì chúng ta thấy là tất cả phụ nữ đều chỉ cho ra một loại trứng mang nhiễm sắc thể giới tính X. Việc sinh con trai hay con gái là dựa vào tinh trùng của bố, tinh trùng X hoặc tinh trùng Y. Câu 12. Tại sao trong cấu trúc dân số tỷ lệ nam nữ sắp xỉ 1:1? Chúng ta quan sát sơ đồ. Ở người, sự phân ly của cặp nhiễm sắc thể XY trong quá trình phát sinh giao tử tạo ra hai loại tinh trùng mang nhiễm sắc thể X và Y có số lượng ngang nhau. Sự thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng mang nhiễm sắc thể X đã tạo ra hai loại tổ hợp là XX và XY có số lượng ngang nhau, do đó tạo ra tỷ lệ nam nữ sắp xỉ 1:1. Câu 13. Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỷ lệ đực cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn? Khi nắm được cơ chế xác định giới tính, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính, người ta có thể chủ động điều chỉnh tỷ lệ đực cái ở vật nuôi phù hợp với mục đích sản xuất. Câu 14. Trình bày cấu tạo hóa học của phân tử ADN. Các em quan sát hình. Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. ADN thuộc loại đại phân tử, được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, mà đơn phân là các nucleotide thuộc 4 loại: adenin, thymine, guanine và cytosine. ATGX. Câu 15. Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù? Ý nghĩa. Các em quan sát hình. ADN đặc thù bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp các nucleotide. Do trình tự sắp xếp khác nhau của 4 loại nucleotide đã tạo nên tính đa dạng của ADN. Ý nghĩa, tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật. Câu 16. Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào? Chúng ta quan sát hình thì chúng ta thấy ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều. Và các nu giữa hai mạch đơn thì sẽ liên kết với nhau theo từng cặp. Theo nguyên tắc bổ sung, đó là A luôn luôn liên kết với T và G luôn luôn liên kết với X. Hệ quả, khi chúng ta biết được trình tự sắp xếp của một mạch đơn này thì chúng ta có thể suy ra được trình tự sắp xếp các nucleotide của mạch đơn kia. Các em phải nắm được quy luật phân ly độc lập, viết được kiểu gen và kiểu hình của B, của F1 và F2. Các em phải tự làm được một số bài tập của ôn tập chương 1. Ví dụ thứ nhất, ở đậu Hà Lan, gen A lớn quy định hạt vàng là trội so với gen A nhỏ quy định hạt xanh. Gen B lớn quy định hạt trơn là trội so với gen B nhỏ quy định hạt nhân. Các gen trội là trội hoàn toàn và phân ly độc lập với nhau. Câu A, viết kiểu gen của kiểu hình hạt vàng nhân và hạt xanh trơn. Hạt vàng nhân. Hạt vàng là trội, vì vậy sự xuất hiện của A lớn sẽ quy định hạt vàng. Nhân là tính trạng lặng, do đó muốn biểu hiện ra kiểu hình phải có trạng thái đồng hợp lặng là B nhỏ B nhỏ. Chúng ta có công thức tổng quát A lớn gạch B nhỏ B nhỏ. Phần gạch chân này các em có thể tự điền là A lớn cũng được và A nhỏ cũng được. Vậy thì sẽ có hai kiểu gen là A lớn B nhỏ B nhỏ và A lớn A nhỏ B nhỏ B nhỏ. Hạt xanh trơn. Xanh là tính trạng lặng, muốn biểu hiện ra ngoài kiểu hình thì phải ở trạng thái đồng hợp lặng là A nhỏ A nhỏ.
trơn là tính trạng trội. Vì vậy, sự xuất hiện của B lớn sẽ làm cho hạt có tính trạng trơn. Chúng ta có công thức tổng quát là A nhỏ, B lớn gạch. Cũng tương tự thì sẽ có hai kiểu gen là A nhỏ, B lớn và A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Câu B, cây bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để đời con có tỷ lệ một hạt vàng, một hạt xanh? Bài này các em đã được giải trong sách giáo khoa. Đây là phần cô cung cấp, các em tham khảo thêm. Mô tả hình dạng và số lượng nhiễm sắc thể của loài. Các em hãy quan sát hình ảnh của ruồi giấm. Mô tả bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm về số lượng và hình dạng. Thì chúng ta biết ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 8. Trong đó nó sẽ có 4 cặp nhiễm sắc thể. Quan sát hình chúng ta có thể trả lời được câu hỏi này. Bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm gồm 4 cặp nhiễm sắc thể. Trong đó có 3 cặp nhiễm sắc thể thường, giống nhau ở cả hai giới tính. Hai cặp nhiễm sắc thể hình chữ V, một cặp nhiễm sắc thể hình hạt và một cặp nhiễm sắc thể giới tính hình que. Ở con đực là XY và ở con cái là XX. Mô tả bộ nhiễm sắc thể đơn bội của ruồi giấm cái về số lượng và hình dạng. Bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm cái gồm 4 nhiễm sắc thể, trong đó có 3 nhiễm sắc thể thường, 2 nhiễm sắc thể hình chữ V, 1 nhiễm sắc thể hình hạt và 1 nhiễm sắc thể giới tính hình que. Viết mạch ADN, ARN. Ví dụ thứ nhất, một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau. Hãy xác định trình tự các đơn phân của mạch ARN được tổng hợp từ mạch số 2. Đây là cái đề của mạch số 2 đã được cô viết lại. Và chúng ta hãy viết mạch ARN. Thì các em nên nhớ, mạch ADN và ARN được viết theo nguyên tắc bổ sung, có nghĩa là A liên kết với T, G liên kết với X hoặc A liên kết với U. Vậy thì ở mạch 2 chúng ta đang có T, thì mạch ARN sẽ là A. A thì sẽ liên kết với U, X sẽ liên kết với G, G liên kết với X, U, X và cuối cùng là G. Các em lưu ý, mạch ADN và ARN không liên kết với nhau, do đó các em không được viết dấu gạch ở giữa các ký hiệu này. Bài thứ 2, một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotide. Hãy xác định trình tự các nucleotide trong đoạn gen đã tổng hợp nên mạch ARN trên. Đây là đoạn mạch ARN. Các em nên nhớ ADN bao gồm có hai mạch. Do đó chúng ta sẽ viết A sẽ liên kết với T, U liên kết với A, G liên kết với X, G, A, X, T, X và ADN có hai mạch. Do đó từ mạch đầu tiên này chúng ta sẽ viết được mạch thứ hai. Và ADN có hai mạch nó sẽ liên kết với nhau. Do đó lưu ý các em phải ghi dấu gạch nối cho cô. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em ôn tập thật tốt và làm bài được điểm cao.